Trần Như Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Hoa Kỳ, Tin Thế Giới và Tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba, 14 tây tháng 4 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta sẽ đi vào phần tin tức trước. Đầu tiên là tin từ Hoa Kỳ. Các hãng hàng không của Hoa Kỳ gồm có Delta Airlines, American Airlines và United Airlines cùng với nhiều hãng hàng không khác đã có tạo thêm quyền lợi cho khách hàng để giữ khách giữa lúc đang chống đại dịch. Đây là một trong những cái tin mới nhất của các hãng hàng không. Việc mà đại dịch bùng nổ đã trở thành cái cơn khủng hoảng cho kỹ nghệ hàng không trên toàn thế giới, và riêng tại Hoa Kỳ thì kỹ nghệ hàng không còn bị thua lỗ nhiều hơn. Và cái mức lợi nhuận của họ đã chậm lại và rất nhiều khách hàng đã không có sử dụng các cái đường hàng không trong giai đoạn này. Và vì lý do đó, các hãng hàng không của Hoa Kỳ đã bắt đầu gia tăng thêm quyền lợi cho tất cả những khách hàng của họ để có thể giữ người khách, có thể tiếp tục và theo với lại cái hãng hàng không của mình. Trong đó thì hãng hàng không Delta Airlines đã nơi mà đã hủy bỏ tất cả các chuyến bay, 80% chuyến bay của họ trong tháng 4, và sẽ tiếp tục hủy bỏ một số chuyến bay trong tháng 5. Hãng này cho biết rằng là họ sẽ tạo thêm quyền lợi bao gồm các cái chương trình gọi là tax credit, tức là sẽ giảm thuế trong vòng 2 năm và hủy bỏ một số những lệ phí của các cái khách hàng, dành cho khách hàng trong các cái túi đồ mà gửi trên máy bay. Hoặc là họ nếu như hủy bỏ các cái chuyến bay hoặc là thay đổi chuyến bay thì không bị chặt thêm lệ phí. Bên cạnh đó thì họ sẽ gia tăng thêm cái mileage, tức là gọi là Sky Miles. Đây là một cái chương trình đặc biệt dành cho ngành năm 2021. Đó là riêng với hãng Delta Airlines. Trong khi đó thì các hãng khác như United Airlines thì sẽ thay đổi cái lệ phí trong các chuyến bay của họ, giảm đi các cái lệ phí dành cho việc gửi đồ, tức là cái check-in. Và trong đó nếu như bị hủy bỏ các cái chuyến bay hoặc là thay đổi chuyến bay thì không bị trả thêm lệ phí. Bên cạnh đó, họ còn in những cái voucher để mà có thể bớt tiền cho khách hàng mua vé trong năm 2021. Đó là một trong những cái thay đổi của hãng United Airlines. Còn riêng với American Airlines thì họ cho biết rằng là sẽ gia tăng thêm cái voucher và các cái tín dụng cho khách hàng nếu như khách hàng tiếp tục giữ các chuyến bay của họ, và sẽ tạo ra thêm nhiều cái tiện dụng hơn, bao gồm việc mà cái thẻ member club của họ có thể sẽ được sử dụng nhiều hơn cho khách hàng và tạo thêm nhiều quyền lợi cho khách hàng. Đó là một trong những cái cách đối phó của các hãng máy bay của Hoa Kỳ sau khi mà đã có nhiều chuyến bay đã hủy bỏ trong tháng 4 và tháng 5, và đang tìm cách giữ lại khách hàng của họ để có thể quảng bá mạnh mẽ hơn và tạo quyền lợi cho khách hàng để tránh bị lỗ lã trong thời gian tới. Đó là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ và liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Tòa án của Cộng hòa Czech đã ban lệnh cấm dẫn độ 8 công dân Đài Loan về Trung Quốc. Đó là một trong những cái tin mới nhất từ Cộng hòa Czech. Bản tin từ Cộng hòa Czech cho biết một tòa án tại đây đã đưa ra một phán quyết ngày 9 tây tháng 4, trong đó 8 công dân Đài Loan bị truy tố tội lừa gạt về viễn thông sẽ không bị dẫn độ về nước Trung Quốc mà do Cộng sản cai trị. Tòa án hiến pháp của Cộng hòa Czech đã loan báo cái quyết định này sau khi có cái đơn kháng cáo từ các công dân của các người Đài Loan. Nếu bị dẫn độ, họ phải bị dẫn độ về Đài Loan để xét xử, không thể cho dẫn độ họ trở về Trung Quốc. Đây là cái phán quyết mới nhất, mặc dù có áp lực nặng nề từ phía Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu là cho dẫn độ 8 người Đài Loan này về Trung Quốc để xét xử. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cái Ủy ban Nhân quyền của Liên hiệp Âu Châu cũng đã tạo áp lực mạnh mẽ với Cộng hòa Czech trong việc mà phải xử đúng người đúng tội và lệnh dẫn độ phải dẫn về nơi nguồn gốc của cái người đó xuất phát. Tức là những người này cầm passport Đài Loan thì họ phải được dẫn độ về Đài Loan nếu có sự yêu cầu của Đài Loan, không thể dẫn độ về Bắc Kinh. Mặc dù trong cái đường dây lừa gạt các cái điện thoại viễn thông này thì các khách hàng của những người Đài Loan này hầu hết bị lừa gạt là những người đến từ Trung Quốc, và Liên hiệp Âu Châu e ngại những người này sẽ không được xét xử công bằng tại Trung Quốc và đã áp lực Cộng hòa Czech. Và trong cái phán quyết mới nhất của Cộng hòa Czech vào ngày 9 tây thì là hệ thống tư pháp của Cộng hòa Czech đã ban lệnh cấm không được phép dẫn độ những người này về Trung Quốc. Đó là một trong những tin mới nhất liên quan tới người Đài Loan. Trong khi đó, cũng tại Đài Loan ngày hôm nay,
một đạo diễn phim đã bị kết án 4 năm tù. Đó là một trong những cái tin mới nhất ở Đài Loan. Một đạo diễn của phim ở Đài Loan có tên là Don Zinil đã bị phán quyết ngày hôm qua thứ hai bị truy tố các tội về tấn công tình dục đối với các đồng nghiệp nữ và đã bị phán quyết là 4 năm tù. Theo một tòa án tại Đài Bắc cho biết, ông Niu đã bị phán là có tội và đã bị kết án 4 năm tù vào ngày hôm qua thứ hai. Luật sư của ông ta cho biết là ông ta sẽ nộp đơn kháng cáo. Đạo diễn phim này đã bị tố cáo là tấn công tình dục với lại một nữ nhân viên làm việc trong cái tòa án quay phim của ông ta cách đây 2 năm vào tháng 11, ngay khi mà gặp gỡ ông ta tại nhà riêng. Và công tố viên của Đài Bắc cho biết là họ đã khám cái DNA của ông này trên cái ngực của nạn nhân, và khi mà nạn nhân bị thương và đã có cái phần dưới bị tấn công. Vào tháng 2 thì ông ta đã bị kết tội là hãm hiếp. Tuy nhiên các công tố viên cho biết là việc mà thiếu bằng chứng khiến ông ta không bị kết tội hãm hiếp. Do đó thì họ đã chuyển qua truy tố ông ta tội tấn công tình dục. Và bây giờ ông này đã bị kết án 4 năm tù. Đó là bản tin liên quan tới Đài Loan và cũng liên quan tới Đài Loan trước khi bước qua quốc gia khác. Đài Loan đã quyên góp 1.3 triệu cái khẩu trang cho Âu Châu. Đây là cái con số thêm. Đài Loan vẫn tiếp tục quyên góp thêm 1.3 triệu khẩu trang cho 8 quốc gia Âu Châu. Một phần trong cái chiến dịch Second Round, tức là cái chiến dịch lần thứ hai trong cái việc mà sử dụng khẩu trang này, là một cái chiến dịch vận động ngoại giao của Đài Loan. Theo tường trình của Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, 8 quốc gia nhận được 1.3 triệu khẩu trang này, gồm có Slovakia, Áo, Sweden tức là Thụy Điển, Đan Mạch, Slovenia, Estonia, Latvia và Lithuania. Đây là 8 quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu đã nhận được 1.3 triệu khẩu trang từ phía Đài Loan. Trước đó thì Đài Loan cũng đã đóng góp khoảng 5.6 triệu khẩu trang cho các quốc gia tại Âu Châu. Tổng cộng cái first round, tức là trong cái vòng quyên góp đầu tiên, thì Đài Loan đã tặng ra 10 triệu khẩu trang, trong đó gồm có 7 triệu khẩu trang cho 11 nước Âu Châu và 2 triệu khẩu trang cho Hoa Kỳ và 1 triệu khẩu trang cho các quốc gia đồng minh ngoại giao của Hoa Kỳ ở của Đài Loan. Và như vậy, Đài Loan vẫn cam kết ngày 9 tây tháng 4 là sẽ gửi thêm 6 triệu khẩu trang trên toàn thế giới, bao gồm luôn cả Âu Châu lẫn Hoa Kỳ. Và riêng Hoa Kỳ thì đã nhận được khoảng 2 triệu khẩu trang từ phía Đài Loan. Đây là một trong những cái sự đóng góp mới nhất của Đài Loan trong việc mà đóng góp vào việc chống lại đại dịch trên toàn cầu. Tuy nhiên, ở một góc cạnh khác thì Đài Loan cũng đã sử dụng cái việc này như một vũ khí chính trị của mình để vận động ngoại giao đối với các quốc gia khác. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan. Và liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, người sáng lập công ty Huawei đã bị buộc phải rời khỏi hội đồng quản trị trong một chi nhánh nằm tại Thượng Hải. Bản tin cho biết là người sáng lập của công ty Huawei, tức là ông Ren Zhengfei, mà quý vị nhập dịch cái tên của ông ta là Nhậm Chính Phi, đã bị ép phải rời khỏi hội đồng quản trị ở trong một cái chi nhánh của công ty Huawei tại Thượng Hải có tên là Shanghai Huawei Technology, theo tường trình của báo chí của Trung Quốc ngày hôm nay. Bản tin cho biết cựu chủ tịch của cái chi nhánh này là Shen Zhanfan cũng đã bị buộc phải rời khỏi cái vị trí này ở tại Thượng Hải và sau đó được thay thế bởi một nhân vật khác có tên là Tian Xinbu, được xem là lãnh đạo của cái chi nhánh của công ty Huawei tại Hàng Châu sẽ thay thế vị trí này. Và cái công ty Huawei tại Thượng Hải vốn đã được ghi danh thành lập từ năm 2001 và được biết là một công ty sản xuất về và phát triển về phần mềm, tức là về nhiên liệu và bao gồm luôn cả một số những cái dịch vụ về viễn thông, về wireless và cũng như là một số những cái kỹ nghệ khác, theo tường trình của phía báo chí của Trung Quốc cho biết. Và trong cái cuộc phỏng vấn vào năm ngoái thì ông Ren Zhengfei, tức là Nhậm Chính Phi, nói rằng sẽ có một cái toán quản lý mới để hỗ trợ và giúp đỡ cho Huawei có thể cải tổ ở trong cái quốc gia, ở trong cái công ty này, và công ty này đang bị Hoa Kỳ ngăn chặn và không cho họ phát triển mạng lưới 5G hoặc là các thiết bị của họ được bán tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng đang vận động các đồng minh ngăn chặn sự phát triển 5G của Huawei ở cộng đồng quốc tế. Con gái của ông này là Men Wan Yu, là tổng giám đốc tài chính của công ty Huawei, đã bị bắt giữ tại Canada và đang chờ bị xét xử dẫn độ về Hoa Kỳ cho các vi phạm liên quan tới lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Iran, lừa gạt ngân hàng và đánh cắp các cái tài sản trí tuệ từ Hoa Kỳ. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới công ty Huawei. Công ty đang có cái
trở thành một cái công ty tâm điểm mà bị Hoa Kỳ soi đèn. Trong khi đó thì Trung Quốc cho biết là đã gia tăng thêm cái mạng lưới an ninh và tăng cường an ninh ở khu vực Hắc Long Giang, nơi có biên giới với Nga, sau khi Nga trục xuất 1,5 triệu người Trung Quốc trở về lãnh thổ Trung Quốc, và nơi đây Trung Quốc đang báo động có thể trở thành trung tâm đại dịch thứ hai sau Vũ Hán. Trung Quốc đang đối diện với cái vòng tái trở lại của con siêu vi khuẩn Vũ Hán ở khu vực biên giới với nước Nga, sau khi mà nó đã tạm thời giảm đi ở Vũ Hán trong thời gian gần đây, và bây giờ nó có thể bùng phát trở lại ở tỉnh Hắc Long Giang sau khi Nga đóng cửa biên giới với Trung Quốc và tìm cách trục xuất tất cả những người Trung Quốc trở về bên kia biên giới. Trên 1,5 triệu người đã bị trục xuất ra khỏi nước Nga và bây giờ đang có mặt ở tỉnh Hắc Long Giang, nơi được xem là có cái đường biên giới với lại nước Nga và ở khu vực Nội Mông. Và điều này cho thấy là Trung Quốc đang gia tăng và tăng cường mạng lưới an ninh, cũng như huy động tất cả công an trên toàn quốc có mặt tại tỉnh Hắc Long Giang để bắt đầu gia tăng kiểm soát chặt chẽ những người trở về từ nước Nga và từ Nội Mông. Vào tối ngày thứ hai thì đã có thêm một số những bệnh viện được xây dựng tại đây một cách giả chiến, và đã có thêm hàng ngàn cái giường ở các bệnh viện để chuẩn bị để đối phó với cái sự bùng nổ lần thứ hai của dịch bệnh đang diễn ra tại Trung Quốc. Hiện nay thì nơi này, cái tỉnh Hắc Long Giang và thành phố Hắc Long Giang này đang có khoảng 70.000 người, và trong đó thì có khoảng 243 người đã bị lây nhiễm con siêu vi khuẩn này, và có gần 1.000 người bị tình nghi, trong đó thì 100 người đã có dương tính với lại con siêu vi khuẩn này. Đây là báo cáo chính thức từ Trung Quốc, con số thực tế thì không biết là bao nhiêu. Đây là một trong những cái sắc lệnh gay gắt nhất mà Trung Quốc đưa ra nhằm ngăn chặn dịch bệnh tái bùng phát lần thứ hai tại Trung Quốc, mà tâm điểm được xem là tỉnh Hắc Long Giang nằm sát biên giới với nước Nga. Và cũng liên quan tới Trung Quốc, ngày hôm nay sau khi mà có lời chỉ trích bởi cư dân mạng của Trung Quốc đối với một tài tử của Thái Lan, khi tài tử Thái Lan này đã chính thức ngỏ lời xin lỗi vì hiểu lầm Hồng Kông là một quốc gia, cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt, và quốc gia Đông Nam Á này đã bắt đầu có cái việc mà gọi là trên mạng xã hội và đáp trả lại, cũng như là chọc quê những dư luận viên từ Trung Quốc. Sau khi mà những dư luận viên này lên tiếng chỉ trích tài tử của Thái Lan, họ chê bai Thái Lan một nước nghèo khó, và họ chê bai Thái Lan là một quốc gia khó phát triển, vân vân và vân vân. Họ dùng tất cả những lời lẽ gọi là dơ bẩn nhất và tục tiểu nhất để mà mạt sát những người Thái Lan. Ngay lập tức thì cư dân mạng của Thái Lan đã bắt đầu phản ứng mạnh mẽ. Và trên Twitter thì bản tin cho biết là ít nhất là có một cái trang Twitter và có cái tên là Nervy đã có trên 63.000 Facebook follower, xin lỗi quý vị, trên Facebook, và trong đó kể cả trên Twitter. Trong đây thì người ta đã dùng một cái ngôn ngữ khéo léo để chọc quê các cái nhóm dư luận viên tại Trung Quốc, mà trong đó đặc biệt là đến nhân vật Tập Cận Bình. Trong cái lời phát biểu mà ở trên mạng Twitter thì người ta nói rằng Thái Lan là một quốc gia nghèo, tức là a poor country, nhưng mà not like a poor, tức là không phải là cái này là người ta chọc quê Tập Cận Bình. Bởi vì trước đây Tập Cận Bình từng được ví von là chú gấu Winnie the Pooh, là cái chú gấu có cái gương mặt mà dễ ghét ở trên đài truyền hình Mỹ, và biệt danh của Tập Cận Bình đã được cộng đồng quốc tế đặt danh cho là Winnie the Pooh. Do đó thì cái chữ Pooh nó là cái chữ Pooh có chữ H và cái chữ Pooh mà có chữ R phía sau là hai chữ khác nhau. Và các cái người ở Thái Lan họ nói rằng Thái Lan là một quốc gia nghèo khó, nhưng mà China, tức là Trung Quốc, thì là một con gấu Winnie the Pooh. Đó là một trong những cái đáp trả của những cái cư dân mạng trên Thái Lan đã có những cái lời lẽ qua lại đối với lại các dư luận viên tại Trung Quốc mà có cái tinh thần gọi là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, luôn khẳng định Hồng Kông, Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc. Một trong những cái tweet mà những người Thái Lan đã post lên ở trên Twitter, trong đó họ tweet rất là dễ thương. Họ nói Taiwan từ lúc nào đã có cái tên là của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là CCP. Từ xưa tới nay chúng tôi chưa bao giờ nghe nói là Đài Loan có CCP. Tại sao lần này lại có CCP trong đó? Những câu hỏi được đặt ra và đang có một cuộc chiến gay gắt ở trên mạng Twitter lẫn mạng xã hội Facebook về sự cãi qua cãi lại giữa các dư luận viên từ Trung Quốc và những người cư dân mạng tại Thái Lan liên quan tới tấm hình mà nam tài tử có biệt danh là Pride của Thái Lan
khi ghé qua Hồng Kông, anh đã chụp tấm hình và anh ghi cái nốt là anh đã chụp ở Hồng Kông, một quốc gia rất đẹp. Anh dùng chữ country. Thì ngay sau đó thì cư dân mạng của Trung Quốc đã lên tiếng chửi bới anh, và anh cũng đã xin lỗi, và anh đã xin lỗi là đã hiểu lầm Hồng Kông là một quốc gia. Và sau đó thì dư luận viện của Trung Quốc vẫn không tha cho anh. Thay vì là mạt sát anh thì bây giờ họ mạt sát cả hoàng gia của Thái Lan và cả nước Thái Lan, khiến cho cả triệu cư dân mạng Thái Lan nổi giận và bắt đầu có những cái phản ứng mạnh mẽ với những người ở Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình ở khu vực này. Trong khi đó, Nam Hàn báo cáo cho biết họ đã phục hồi được những bệnh nhân đã test có cái dương tính lần thứ hai đối với con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Bản tin từ Nam Hàn cho biết là phía Nam Hàn ngày hôm thứ hai có ít nhất 116 người đã được phục hồi sau khi mà họ thử nghiệm lần thứ hai và có dương tính với con siêu vi khuẩn Vũ Hán này. Trước đây thì những người này đã từng thử nghiệm có dương tính và đã được phục hồi, cho trở về nhà và vẫn nằm trong tình trạng cô lập cách ly một khoảng thời gian. Và sau khi mà có nguồn tin rằng là những người bị nhiễm dương tính có thể bị nhiễm trở lại, họ đã cho mời tất cả những người này lên và cho thử nghiệm trở lại. Thì quả nhiên là những người này cũng đã có dương tính lại lần thứ hai trong cái việc mà thử nghiệm đối với con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Và những người này đã được cách ly cách đây khoảng 3 tuần. Và sau đó thì bây giờ trong cái thử nghiệm mới nhất cho thấy họ đã hoàn toàn bình phục so với lại thời gian trước. Tuy nhiên thì 51 trường hợp vẫn còn đang nghi ngờ trong đầu tuần này. Và phía Nam Hàn cho biết họ đã cố gắng đưa những cái hệ thống thử nghiệm ráng chính xác để mà dò tìm xem con siêu vi khuẩn này có những biến hóa gì. Mặc dù những cái máy thử nghiệm về dương tính hay âm tính của con siêu vi khuẩn Vũ Hán của Đại Hàn được xem là có mức độ chính xác khá cao. Họ đã gửi khoảng 600.000 cái máy thử nghiệm qua Hoa Kỳ. Do đó thì phía Nam Hàn vẫn cẩn thận rà soát lại trước khi mà cái quốc gia này tiếp tục đưa ra cái đường hướng và chiến lược đối phó với con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Và họ cũng e ngại sẽ có trận bùng dịch thứ hai ở Nam Hàn nếu như không cẩn thận và cho tái khám lại những người đã được phục hồi. Đó là bản tin liên quan tới Nam Hàn. Và liên quan tới Bắc Hàn ngày hôm nay, Bắc Hàn đã bắn hàng loạt các cái hỏa tiễn từ dưới mặt đất và trên không. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất khi Bắc Hàn đang gần như bị bỏ quên bởi cộng đồng quốc tế và đang muốn gây chú ý cho cộng đồng quốc tế. Tin từ Nam Hàn cho biết là Bắc Hàn đã bắn hàng loạt các hỏa tiễn từ cả ở dưới mặt đất lẫn ở trên không, vào mặt biển ở phía đông ở cái quốc gia này vào ngày hôm nay thứ ba. Lực lượng quân sự của Nam Hàn cho biết và họ nói rằng họ đang quan sát cẩn thận các cái vụ bắn thử hỏa tiễn này của Bắc Hàn. Việc bắn thử này là bắn từ ở dưới mặt đất lên vào mặt biển của Bắc Hàn. Đồng thời các chiến đấu cơ của Bắc Hàn cũng từ trên không bắn hỏa tiễn xuống các mục tiêu ở trên biển, được xem là cuộc bắn thử mới nhất của Bắc Hàn trong cái việc mà cả thế giới đang phòng chống đại dịch và Bắc Hàn dường như đã bị cộng đồng quốc tế bỏ quên trong cái việc mà họ cũng đang tìm cách đối phó với mùa đông gay gắt ở đây. Các cái hỏa tiễn này được biết là đã bắn rơi ở khoảng 93 dặm ở phía đông bắc của Bắc Hàn, và giới chức quốc phòng của Nam Hàn cho biết, và nếu xác nhận thì đây là lần đầu tiên Bắc Hàn đã bắn thử hỏa tiễn từ dưới mặt đất lên trong vòng 3 năm qua. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Bắc Hàn, và việc bắn thử các cái hỏa tiễn này vẫn chưa thấy phản ứng từ phía Hoa Kỳ, phía Trung Quốc và phía Nhật Bản. Tuy nhiên phía Nam Hàn cho biết họ vẫn cẩn thận quan sát các biến động từ Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết, mặc dù đã có lệnh của Nguyễn Xuân Phúc, nhưng mà trên thực tế thị trường vẫn có cái sự khác biệt so với sắc lệnh của Nguyễn Xuân Phúc. Giá thịt heo đã tăng rất cao ở cả ba miền. Đây là một trong những cái báo cáo mới nhất từ phía Việt Nam cho biết là giá thịt heo ở cả khu vực miền Bắc, miền Nam và miền Trung đã tăng tới mức khá cao, và tính cho tới ngày hôm nay, riêng tại miền Nam, giá thịt heo đã lên tới 83.000 đồng cho một ký, trong khi ở ngoài Bắc thì 89.000 đồng cho một ký, và được xem là tăng khá cao giữa lúc mà chính quyền của Nguyễn Xuân Phúc vẫn tuyên bố là Việt Nam đã có mức an toàn lương thực và yêu cầu cho xuất cảng gạo.
Và hiện nay thì Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh cho xuất cảng 400.000 tấn gạo ra khỏi Việt Nam, trong lúc mà người dân Việt Nam đang lo ngại tình trạng thiếu lương thực và tình trạng thiếu thực phẩm có thể diễn ra trong mùa đại dịch tại Việt Nam hiện nay. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của Việt Nam và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Tình hình mà phân biệt đối xử ở trong cái guồng máy cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hiện hữu một đầy rõ nét ở tại cái xã hội Việt Nam. Bản tin cho biết là những người nào mà chống lại lệnh phong tỏa và lệnh cách ly của Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành có thể sẽ bị nhốt tù và có thể sẽ bị phạt vạ lên số tiền rất cao nếu như họ chống lệnh cách ly mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đã ban hành. Tuy nhiên, đối với những thành viên và cán viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ sẽ không bị phạt tù mà họ chỉ có thể bị kỷ luật bằng hình thức mà thôi. Đặc biệt là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của một huyện ở tại huyện này có cái tên là huyện Hớn Quản ở tại tỉnh Bình Phước đã có cái hành động chống lại cái việc mà cái sắc lệnh chống đại dịch của Cộng sản Việt Nam. Trong đó thì ông này không đeo khẩu trang, rồi còn chống lại các cái nhân viên kiểm tra về vấn đề khẩu trang ở các cái khu vực ở đây, đặc biệt là với công an và với dân quân tự vệ ở đây. Và ngay sau đó thì bây giờ việc này đổ bể ra và bị báo chí Việt Nam khui ra, thì Cộng sản Việt Nam chỉ phạt hình thức kỷ luật đối với ông này mà không truy tố ra tòa, cũng không phạt tiền đối với ông này. Đó là một trong những cái cảnh mà gọi là đối xử phân biệt giữa kẻ có thẻ đảng và người dân chịu hai cái nền luật pháp khác nhau. Kẻ có thẻ đảng không bị truy tố ra tòa khi vi phạm luật pháp, còn những người dân mà vi phạm tương tự thì sẽ bị truy tố ra tòa và bị phạt vạ hay là bị phạt tù rất nặng. Đây là tình trạng phân biệt đối xử của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn áp dụng mạnh mẽ trên lãnh thổ Việt Nam. Và cuối cùng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, mặc dù báo chí quốc tế từ AP, Reuters cho tới South China Morning Post, những tờ báo hàng đầu của thế giới đã đăng rõ ràng cái tin con tàu thăm dò dầu khí Hải Dương 8 của Trung Quốc đã xâm phạm vào vùng biển 200 hải lý đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngày hôm nay. Tuy nhiên, toàn bộ báo chí Việt Nam dường như được lệnh của Ban Tuyên giáo là chỉ khai thác các cái việc đối phó dịch bệnh, số lượng người chết lây nhiễm ở các quốc gia trên thế giới, nhưng không được phép nhắc tới chuyện con tàu Hải Dương 8. Toàn bộ báo chí của Việt Nam ngày hôm nay không có một chữ nào liên quan tới tình trạng mà con tàu Hải Dương 8, con tàu thăm dò dầu khí của Cộng sản Trung Quốc đã xâm phạm vào 200 hải lý đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mà toàn bộ báo chí Việt Nam ngày hôm nay chỉ là đem những cái tin đại dịch ở Tây Ban Nha, ở Mỹ, ở Ý, ở Anh đăng đầy đủ, nhưng mà lại không có tin liên quan tới con tàu Hải Dương này, cho thấy là Ban Tuyên giáo Trung ương đã kiểm soát chặt chẽ các cái luồng thông tin liên quan tới Biển Đông và họ không muốn cho người dân biết về những chuyện gì đang xảy ra trên Biển Đông. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình Hilton Nhật ký chiều ngày hôm nay. Xin các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.